Từ 6 giờ sáng, 12 đoàn vận động viên bắt đầu di chuyển và tập kết tại địa điểm thi đấu thuộc khu đô thị Waterborne, Nam Long, huyện Bến Lức. Năm nay có hơn 200 vận động viên xuất sắc đã được tuyển chọn thông qua các giải thi đấu tại cơ sở thuộc các nhóm tuổi nhi đồng, thiếu niên và thanh niên nam nữ tham dự, nên chất lượng giải đấu diễn ra khá cao và vô cùng hấp dẫn. Thời tiết trong những ngày gần đây khá oi bức, nắng nóng. Vì vậy, để thuận lợi trong việc thi đấu tốt nhất, ban tổ chức giải Việt Dã đã cho thi đấu các nội dung diễn ra sớm hơn so với dự kiến. Sau phần khai mạc long trọng, các cự ly ở các nhóm tuổi lần lượt diễn ra tại các trục đường chính của khu đô thị Waterborne, Nam Long. Khác với nhóm tuổi thiếu niên hay thanh niên, lứa tuổi nhi đồng, nam và nữ chạy cự ly 2 km. Những bước sải chân có thể ngắn, nhưng quyết tâm thì không thiếu. Ở nội dung nhi đồng nữ 2 km, vận động viên Nguyễn Kim Thùy của Tân Trụ đã về nhất, xếp thứ hai là Nguyễn Yến Vi và thứ ba là Kiều Thị Yến Nhi. Còn tại nội dung nhi đồng nam 2 km, hai vận động viên thuộc đơn vị Đức Hòa là Nguyễn Hoài An và Đoàn Anh Duy lần lượt về nhất nhì và thứ ba là Phạm Lý Thành Long của Tân Hưng. Nếu như ở cự ly 2 km của nhi đồng nam nữ có sự tương đồng của các em, thì ở nội dung thiếu niên nữ cự ly 3 km, em Trần Thị Ngọc Quyên đến từ huyện Tân Hưng đã có sự bứt phá, tách nhóm và một mình em về đích đầu tiên ở nội dung này. Ngọc Quyên đã tạo nên khoảng cách khá xa với vận động viên về sau em là Nguyễn Thị Thùy Trang của Đức Hòa. Xếp thứ ba là vận động viên Nguyễn Ngọc Khánh Thi đến từ Châu Thành. Lúc mới lên đây, lúc trên xe con cảm giác hồi hộp. Rồi tới đây con thấy đông đúc, con cảm thấy sợ mình không về được. Lúc mà đang chạy, con cảm giác con tưởng đâu là con không qua, con thua. Nhưng mà tới khúc kia thì con cảm giác là qua được, con hết hồi hộp, con chạy cách xa bạn rất nhiều. Lúc đó là con cảm giác được, con thấy sảng khoái hơn rồi, con chạy hết mức mình. Cũng cần nói thêm rằng, Trần Thị Ngọc Quyên hiện đang theo tập tại đội năng khiếu điền kinh của tỉnh. Sau thời gian 8 tháng tập luyện, và đây cũng là lần đầu tiên em tham gia giải Việt Dã của tỉnh và đã đạt được kết quả ngoài mong đợi. Hy vọng trong thời gian tới, cô gái nhỏ Ngọc Quyên ở huyện biên giới Tân Hưng sẽ phát huy hết khả năng để giành thành tích cao ở các giải đấu khác, không chỉ trong tỉnh Long An mà các giải vô địch quốc gia mà cô sẽ được tham dự. Ngoài đường chạy cho nhi đồng, thiếu niên, ở cự ly thanh niên nam 4 km, hai anh em được gọi với cái tên khá vui là Giàu, Sang. Đơn vị huyện Tân Thành tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong thời gian qua tại các giải đấu trong tỉnh khi cùng về hai vị trí nhất và nhì tại giải lần này. Trước đó, tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Long An lần thứ 9 2022, cả hai anh em Nguyễn Văn Giàu và Nguyễn Văn Sang cùng giành những tấm huy chương vàng và bạc ở các cự ly 1.500m và 5.000m nam. Dạ, thuận lợi là em đã từng chạy ở đây một lần rồi và đây là lần thứ hai. Em soi về đường đua, đường chạy thì em cũng đã nắm trong lòng bàn tay rồi. Và lợi thế là biết trước những người đi trước, cho nên là em đạt hoàn thành cự ly có thể là nhanh hơn năm rồi. Dạ, tới buổi tập hôm nay là chạy hôm nay hai anh em đã cố gắng nỗ lực và tập luyện rất là nhiều. Đến đây dự thi là đạt được thành tích cao nhất là nhất nhì, em rất là vui. Dạ. Năm nay thì em thấy so với năm rồi thì năm nay có khá là nhiều vận động viên xuất sắc, có những vận động viên điền kinh tuyển Long An về tham dự giải, và em nghĩ là cũng thành tích khá là tốt, có thể nằm trong hạng nhất đồng đội. Dạ thì đối thủ mạnh thì em sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa và nỗ lực để giành được kết quả cao thì nó cũng hơi mệt. Chia sẻ về thành tích đã đạt được, hai vận động viên cho biết do lớn lên tại huyện Tân Thành, gia đình chủ yếu làm nông nghiệp với thói quen dậy sớm tập chạy bộ để rèn luyện sức khỏe và thể lực. Từ đó yêu thích chạy bộ và bắt đầu tham gia vào các cuộc thi tại địa phương, qua đó giành được nhiều huy chương trong các cuộc thi, không chỉ tại cơ sở mà còn trong tỉnh. Với hai vị trí giành được tại giải lần này, cặp vận động viên cũng mang về thêm chiến thắng đồng đội cho đoàn Tân Thành, qua đó giành hạng 3 toàn đoàn tại giải Việt Dã tỉnh Long An 2023. Trong đó hạng nhì toàn đoàn thuộc về đoàn vận động viên huyện Bến Lức.
và nhất toàn đoàn ở giải Việt giả năm 2023 thuộc về đoàn vận động viên Cần Giuộc. Góp phần vào thành tích nổi trội này là các vận động viên đã giành được hạng nhất đồng đội thiếu niên nữ, hạng nhất đồng đội thanh niên nữ, hạng nhì đồng đội thanh niên nam, hạng ba đồng đội nhi đồng nam, hạng hai đồng đội thiếu niên nam. Kết thúc giải, ban tổ chức cũng đã trao các giải thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích cao. Được biết, giải Việt giả tỉnh Long An năm 2023 là giải đấu được tổ chức hàng năm, là nơi để tìm kiếm nguồn vận động viên cho tỉnh, đồng thời cũng là sân chơi cọ sát, học hỏi kinh nghiệm cho các em đội điền kinh trẻ của tỉnh. Đồng thời cũng là nơi mà các huấn luyện viên có thể kiểm tra là sự tiến bộ của mỗi vận động viên. Qua đó cũng tìm kiếm các nguồn vận động viên xuất sắc tuyển chọn vào đội tuyển trong thời gian tới.